Must Mobile hân hạnh đồng hành cùng video này. Sửa chữa iPhone, điện thoại chuyên nghiệp giá rẻ, thời gian nhanh. Hãy đến Must Mobile. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, iPhone từ 300.000 đồng bán như rau ngoài chợ. Các mẫu từ iPhone 4 đến 5S gần đây xuất hiện nhiều trên các trang thương mại điện tử với lời quảng cáo máy tốt, giá rẻ được nhiều người chú ý. Trên một hội nhóm Facebook chuyên về iPhone cũ, một tài khoản cho biết có hơn 200 máy iPhone 4S với giá bán lẻ là 450.000 đồng một chiếc, kèm cáp và củ sạc. Giá còn tốt hơn nếu mua xỉ, tài khoản này viết. Chủ đề nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích cùng các bình luận hỏi mua. Bên cạnh iPhone 4S, nhiều chủ đề về iPhone đời cũ như iPhone 4, 5, 5S và 5C cũng xuất hiện trên trang mạng xã hội, cả ở các trang giao vặt, thậm chí các trang thương mại điện tử lớn. Điểm chung là chúng được giao bán với giá rẻ, chẳng hạn như iPhone 4 từ 300.000 đồng, iPhone 5S giá 800.000 đồng hay iPhone 5C đủ màu giá 700 đến 800.000 đồng. Một người kinh doanh thiết bị Apple tại thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ, những mẫu smartphone cũ này được nhập về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Đây là điều quá quen thuộc với hàng máy cũ. Theo anh Huy, các mẫu iPhone đời cũ có thể là hàng tồn kho từ các nhà mạng nước ngoài hoặc hàng dựng lại, tận dụng linh kiện từ máy hỏng. Tuy nhiên, về Việt Nam theo lô với số lượng lớn như hiện tại thì chỉ có thể là hàng dựng. Thường hàng của nhà mạng có số lượng ít, có hộp đi kèm, thậm chí có máy còn chưa kích hoạt. Về cơ bản thì các mẫu iPhone đời cũ đang bán tràn lan tại Việt Nam khó kiểm soát chất lượng. Máy có thể đã bị thay vỏ, cáp, pin, màn hình bằng linh kiện từ bên thứ ba, còn vẫn giữ nguyên bao mạch cả biến Touch ID của máy gốc. Đoạn iPhone 4 đến 5S ra mắt cách đây 7 đến 10 năm. Sản phẩm có thiết kế tương tự nhau với cạnh máy vuông vắn đặc trưng. Thay vì bo tròn như các model đời sau, iPhone 4 là smartphone cao tuổi nhất trong số này. Máy trình làng từ tháng 9 năm 2010, ngừng hỗ trợ iOS mới từ năm 2014. iPhone 4S ra mắt từ tháng 9 năm 2011 và không còn được cập nhật hệ điều hành mới từ 2017. Bộ đôi này có màn hình 3,5 inch và là những mẫu iPhone có kích thước nhỏ nhất, cùng iPhone 2G, 3G và 3GS. Bộ ba iPhone 5 ra mắt 2012, 5S và 5C 2013 có kích thước màn hình là 4 inch. iPhone 5S được Apple hỗ trợ hệ điều hành lâu nhất dù bị khai tử từ năm 2016. iPhone 5 cũng được duy trì cập nhật iOS trong 5 năm. Còn iPhone 5C giá rẻ trong 4 năm. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Apple chốt lịch ra mắt iOS 14. Apple mới đây đã chính thức công bố lịch trình của sự kiện WWDC 2020. WWDC Worldwide Developer Conference là sự kiện thường niên được Apple tổ chức dành cho lập trình viên và là nơi mà hãng này công bố phiên bản mới của những nền tảng phần mềm của mình, trong đó bao gồm iOS, macOS, watchOS và tvOS. Năm ngoái, WWDC 2019 chứng kiến sự tham gia của hơn 5.000 người tới từ 86 quốc gia khác nhau. Thế nhưng do sự bùng phát của đại dịch Covid-19, việc tụ tập đông người như vậy là không thể khả thi. Chính vì vậy, WWDC năm nay sẽ là lần đầu tiên mà sự kiện này không diễn ra tại một địa điểm vật lý, mà thay vào đó được tổ chức online. Lập trình viên có thể theo dõi các bài thuyết trình giới thiệu với các tính năng mới thông qua website và ứng dụng của Apple. WWDC 2020 sẽ chính thức khởi động vào ngày 22 tháng 6, tức ngày 23 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Hiện tại vẫn chưa rõ là Apple có livestream sự kiện của mình cho những người dùng không phải lập trình viên hay không. Có lẽ chúng ta sẽ cần tiếp tục chờ đợi những thông báo tiếp theo. iOS 14 được coi là tâm điểm của WWDC 2020 năm nay. Một số thông tin rò rỉ cho biết iOS 14 sẽ có thiết kế màn hình chính mới, hỗ trợ widget và sắp xếp ứng dụng theo dạng lưới. Bên cạnh phần mềm, người dùng có thể trông đợi vào một số sản phẩm phần cứng mới mà Apple sẽ công bố, ví dụ như iMac 23 inch, loa HomePod giá rẻ hay một chiếc AirPods mới. Và đến với một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, vẫn tiếp tục liên quan đến Apple, ý tưởng iPhone 14 màn hình trượt xoay. Trong khi iPhone 12 còn chưa ra đời, nhà thiết kế Michael Muleba đã chia sẻ ý tưởng về mẫu iPhone 14 với màn hình trượt xoay. iPhone 14 theo hình dung của nhà thiết kế Michael Muleba sẽ được trang bị hai màn hình cảm ứng với trục xoay linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng. Ở trạng thái bình thường, iPhone 14 trông như một chiếc điện thoại dạng thanh, bo cong bốn góc và viền màn hình siêu mỏng. Máy khá dày do có hai màn hình xếp chồng lên nhau. Khi trượt lên, màn hình phía dưới sẽ lộ ra, đóng vai trò như bàn phím ảo, hệ thống điều khiển chơi game, tua nhanh, tăng giảm âm lượng. Người dùng cũng có thể xoay ngang màn hình phía trên để thuận tiện trong việc đọc nội dung, xem phim hay chia đôi màn hình cho các tác vụ khác nhau. Ở chế độ này thì camera trước nằm ở phía trên của màn hình thứ hai cũng sẽ lộ ra. Nhìn chung thì ý tưởng của Muleba được đánh giá là độc đáo nhưng phức tạp. Bên cạnh đó, cơ chế trượt xoay cũng có thể làm giảm độ bền của sản phẩm, trong khi hai màn hình khiến thiết bị tiêu tốn pin hơn. Và vậy thôi, như vậy thì vừa rồi cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.